Sở dĩ chúng tôi phải gọi đây là cuộc chiến bởi thực sự đây là những mâu thuẫn đang ngày càng trở nên rất phổ biến, nhất là ở các đô thị lớn khi mà lượng phương tiện cá nhân đang ngày càng nhiều hơn. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện thủ đô đang có khoảng 6,9 triệu phương tiện giao thông và 1,2 triệu phương tiện ngoại tỉnh thường xuyên ra vào. Tốc độ gia tăng số lượng xe nhanh chóng không chỉ dẫn tới tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông mà còn gây áp lực rất lớn tới hạ tầng giao thông tỉnh, đặc biệt ở các khu vực có mật độ dân cư đông. Dù đã có nhiều điểm được quy hoạch với tổng diện tích đất xây dựng tương đối lớn, thế nhưng đến nay thì việc triển khai xây dựng các bãi trông giữ xe vẫn rất chậm và tạo áp lực lớn về nhu cầu đỗ xe của người dân. Phải loay hoay để tìm một chỗ đỗ xe ô tô tạm thời hoặc rất vất vả để tìm điểm trông xe qua đêm. Điều này đặt ra một thực tế là có tiền thì bạn có thể mua được nhiều loại xe, nhưng chưa chắc bạn đã có thể thuê được một điểm đỗ đúng quy định. Và giờ, trước khi băn khoăn nên mua xe gì, với giá bao nhiêu tiền, thì câu hỏi đầu tiên nên là mua xe rồi thì có thể đỗ xe ở đâu? Nhà trong ngõ nhỏ, cách đường rộng tới gần 200 mét, xung quanh lại không có điểm trông giữ xe. Nên có chỗ trống gần nhà là anh Dương lại phải tận dụng. Đây thì bãi xe cộ đằng trước mặt đằng sau cứ vứt nan liệt, gọi là bãi đây nhưng mà có ai trông cứ vứt ở đây thôi. Tất nhiên là nó cũng rủi ro nhưng mà nhiều khi nó cứ phó mặc. Chấp nhận phó mặc khối tài sản vài trăm triệu đồng vì không còn cách nào khác. Hàng ngày lại cứ loay hoay để tìm một chỗ đỗ xe thuận tiện. Đó luôn là nỗi sợ của những tài xế như anh Hùng suốt nhiều năm nay. Có lần mình chở vợ khám ở bệnh viện phụ sản cũng phải mất đến tầm 20 phút mới tìm được một điểm đỗ. Chủ yếu là bãi đỗ xe ở lòng đường thôi chứ còn để mà xây bãi thì mình chưa thấy mấy. Tỷ lệ mà đất để dành cho giao thông ấy, kể cả giao thông tĩnh và sống động ấy, là cỡ khoảng từ 20% trở lên. Nhưng mà chúng ta như Hà Nội chỉ mới được khoảng 8-9%, chưa được 10%, có nghĩa là chưa được một nửa. Rồi nơi đỗ xe công cộng, nơi đỗ xe để đến những cái trung tâm mua sắm dịch vụ công cộng người dân ấy là rất thiếu một cách trầm trọng. Gần chục năm trước, Hà Nội đã tính phương án xây dựng đến 7 bãi đỗ xe ngầm ở các quận trung tâm, như ở quảng trường Ngân hàng Nhà nước. Chưa có đâu. Vậy thì Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô cũng chưa thấy gì. Thế ở Công viên Thống Nhất thì sao? Chắc là sắp có. Nghĩ là sắp có, vì điểm làm bãi đỗ xe ngầm ít ra còn có bờ rào bao quanh. Nhưng bên trong chỉ là bãi đất hoang rộng 1 hecta. Loay hoay, rồi vướng mắc, những dự án mãi chỉ trên giấy, khi người dân thì tha thiết, còn người làm lại chẳng thiết tha. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, thủ đô hiện chỉ có 57 bãi đỗ xe đang được khai thác sử dụng với diện tích hơn 44 ha. Con số mới này chỉ đáp ứng được chỗ đỗ khoảng 10% cho tổng nhu cầu đỗ xe tại nội thành. Còn lại gần 90% số phương tiện đang đỗ tại các điểm đỗ xe của chung cư, khu đô thị, lòng đường, vỉa hè hay tại các khu đất trống của các dự án. Thiếu chỗ đỗ xe, nhiều người lâm vào cảnh bạ đâu đỗ đấy, gây cản trở giao thông và cản trở cả chính những chủ nhà, nơi mà họ vô tình và cả cố ý dừng đỗ nữa. Để đối phó với tình trạng này thì những tấm biển báo do người dân tự làm đang xuất hiện ngày càng nhiều trên từng con phố. Thoạt nhìn thì sẽ có thể thấy là chẳng có vấn đề gì với những tấm biển này, nhưng đây lại có thể là mồi lửa để châm ngòi lên một cuộc chiến lớn về câu chuyện đỗ xe khi mà sự xuất hiện của nó ngày một nhiều hơn và có nơi lại thể hiện thông điệp rất gay gắt. Từ đây có thể phát sinh ra những xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát. Luật giao thông đường bộ có quy định rất rõ ràng về việc người lái xe có thể dừng đỗ xe tại những vị trí nào. Nếu như phát hiện tài xế đỗ sai quy định, chủ nhà có thể gọi điện cho cơ quan chức năng để yêu cầu xử phạt. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì đã không có những câu chuyện đáng tiếc phải xảy ra. Tự cho mình quyền được đỗ và được đuổi chính là nguồn cơn gây ra nhiều rắc rối. Phớt lờ cảnh báo của gia chủ, những chiếc xe cứ đỗ ngay tại nơi đặt thông điệp. Không thể để tình trạng lời nói gió bay, các chủ nhà lại nghĩ ra đủ cách làm vượt quá một lời nhắc nhở. Tự ý kẻ vạch sơn để đánh dấu chủ quyền. Đặt các vật cản trên đường hay tạo bẫy giả để hù dọa chủ xe. Mới đây, một chủ nhà ở phố Đỗ Quang, Hà Nội thậm chí còn tạo ra những chiếc bẫy thật bằng những thanh sắt nhọn cắm ngay trên vỉa hè. Cháu thấy lắp này nguy hiểm quá. Ừ, thì ô tô đi vào đâm bục lốp thì khỏi đỗ ở đây hơn đúng không? Nên là cái hôm nhà hôm nay lắm là nhà cái nhà này. Đỗ đỗ đi. Ở đây.
đỗ ô tô sát ô tô nó còn vỡ là đi đá thường. Khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã ngay lập tức dỡ bỏ những chiếc bẫy chết người này. Cũng vì bức xúc với xe đỗ cửa, một số chủ nhà ở quận Thanh Xuân còn kỳ công khoan hẳn nhiều khóa cọc cầm đỗ ngay dưới lòng đường. Như vậy là hoàn toàn sai so với quy định của pháp luật. Đối với những vị trí mà không có các biển cấm đỗ, cấm dừng theo quy định thì là người dân là vẫn được đỗ xe vì nó là đường đi chung của toàn xã hội. Tức là người ta không có quyền để cấm đoán các... Người ta không có quyền. Người dân không có quyền cấm, nhưng các chủ xe cũng không có quyền xâm phạm đến lợi ích của chủ nhà. Đỗ xe trước cửa kiểu này không chỉ là câu chuyện của ý thức. Mình đến mình cũng chỉ đỗ 15 phút, nhưng 15 phút sau lại có một người khác đến đỗ tiếp. Nó giống hệt như cái việc bị gọi tin rác, mỗi người chỉ gọi mời một lần thôi. Nhưng một ngày có tới 80 người ở 80 đơn vị khác nhau. Thì cái người nghe đấy, nếu ở pháp luật một số nước người ta coi là bị khủng bố và người ta có thể khởi kiện. Nhưng ở Việt Nam thì không có cơ chế nào để xử lý việc này. Cái thành phố này hơn triệu chiếc ô tô, cái hạ tầng chỉ có bé tí như này, nhét nó vào đâu. Nên là một vấn đề mà mình phải chia sẻ cả hai phía. Cuộc chiến xe đỗ cửa chưa có hồi kết, bởi người có lý, kẻ có tình. Nhưng ranh giới đúng sai thì không thể bị xóa nhòa bởi sự bức xúc của một ai đó. Với là hôm đấy là em đón đến cái địa điểm đấy để đón khách, nhưng mà cái ngõ của nó hơi nhỏ. Thì là em vẫn ngồi trên xe, nhưng mà có cái bác đấy ra, bác bảo là đây không phải bãi xe của nhà chúng mày. Thế là thôi, bác cứ khùng khùng lên, bác ấy để bác ấy đạp bẹp xe. Nếu mà hôm đấy mà em không ngồi trong xe thì không biết là chắc là ông ấy cho ông đập lát cả xe luôn. Dấu vết của sự phá hoại vẫn còn, nhưng vì cũng không phải là thiệt hại lớn nên anh Quyền bỏ qua. Một điều nhịn, chín điều lành. Hơn ai hết, bà Nhôm rất thấm thía điều này. Bị chủ xe hất văng khi đang tranh cãi về chuyện ô tô đỗ cửa, bà bị chấn thương sọ não, thương tật 63%. Còn người gây tội đã phải chịu mức án 12 năm tù về tội giết người. Con xin lỗi cô tha cho con, mà xin lỗi rất nhiều lần, bạn ấy quỳ trước tòa. Từ đấy tôi cũng cảm thấy day dứt. Chỉ vì cái găng nhau mà cái bức xúc của tôi mà bạn ấy còn phải đi 12 năm. Nói như thế không cầm được nước mắt luôn, vẫn rất là đau và xót. Sau hai lần mổ não và lắp sọ, bà Nhô may mắn vẫn còn sống để bầu bạn với người chồng bị tai biến. Nhưng sức khỏe không còn cho phép bà có thể trực tiếp chăm sóc người bạn đời. Chuyện buồn dù đã xảy ra hơn một năm, nhưng sao vẫn còn hối hận và day dứt nhiều đến thế. Người mang tật, người vào tù, cái giá quá đắt xuất phát chỉ từ những tranh cãi thường ngày. Cuộc chiến chỗ đỗ xe trong hình dung của nhiều người có thể chỉ dừng lại ở những cuộc cãi vã. Thế nhưng thực tế thì đã có quá nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra chỉ từ sự nóng giận của một vài người. Chưa cần xét tới phương tiện có dừng đỗ sai quy định hoặc có mâu thuẫn gì trước đó hay không. Nhưng việc người dân có những hành vi như là phá hủy ô tô, tạt sơn, cào xước xe đều là vi phạm pháp luật. Và tùy vào giá trị tài sản bị hư hại và tính chất nghiêm trọng của sự việc, người vi phạm không những phải đền bù mà còn phải đối diện với những mức án hình sự kịch khung lên tới 20 năm tù về tội phá hoại tài sản. Nhưng người đàn ông trong video này đã vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Chúng ta luôn có cách để làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, nhất là khi những sự việc đáng tiếc như quý vị vừa theo dõi, đa phần thì xuất phát từ cách hành xử của mỗi người. Để cuộc chiến này đi tới hồi kết thì không chỉ là câu chuyện ý thức hay là cách ứng xử của cộng đồng, mà quan trọng hơn cả là cần tới sự vào cuộc nhanh chóng và có hiệu quả của cơ quan chức năng. Đằng sau câu chuyện không nhỏ về việc tranh giành chỗ đỗ xe là thực trạng lớn về hạ tầng giao thông đô thị. Một con ngõ đang có bài dự thi, nhưng chắc không thể đạt giải nhất vì có người không tuân thủ. Cắm biển cấm người khác đỗ, nhưng mình lại được quyền đỗ. Chính các chủ nhà đang tạo ra sự bất bình đẳng này. Chưa kể, chính họ cũng đang chiếm dụng vỉa hè, lòng đường bằng những tấm biển báo đầy thách thức. Người ta đỗ ở dưới cái điểm công cộng, đường này, điểm của quốc gia. Người ta đỗ thì cấm là không được. Cứ làm cho bõ tức và đỡ phải nói nhiều. Nhưng hành vi tự ý đặt vật cản, lắp đặt các thiết bị trên đường giao thông là trái pháp luật. Nếu hành vi này gây cản trở giao thông hoặc gây tổn hại cho người khác, không những sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng, mà còn bị phạt tù lên đến 3 năm. Nó xuất phát từ cái bức xúc của các hộ dân ở xung quanh đây. Nếu mà có đơn vị chức năng đi, ví dụ như điển hình như hôm nay này, thì là các phương tiện đánh xe đi rồi thì họ sẽ di chuyển. Nhưng mà khi mà không có các anh đại khái, không có cơ quan chính quyền thì cái hoạt động dừng đỗ xe ở đây nó diễn ra rất là ngang nhiên.
Quyền xử phạt và phân xử đúng sai thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng tình trạng cứ xử phạt một thời gian rồi đâu lại vào đấy khiến cho nhiều người nhờn luật. Bởi vậy, cần phải tính đến bài toán căn cơ và lâu dài hơn để xử lý tình trạng này. Trước hết là rà soát lại tất cả những đường phố, khu vực mà mình quản lý. Những cái chỗ nào cần có thể là xây xen kẹt được thì mình bàn cái việc đó để triển khai lấy cái diện tích đấy trước mắt để làm cái chỗ đỗ xe cho người dân. Rồi tính toán cái đường nào rộng hơn thì chúng ta phải phân làn như nào để làm. Và như vậy là nhà nước quản lý và chúng ta thu tiền được. Để những dự tính trở thành hiện thực cần phải có nhiều thời gian. Nhưng thay đổi các hành xử của con người thì không phải chờ đợi lâu đến thế. Có những điều pháp luật không quy định, nhưng nó lại là thứ thuộc về ý thức. Cô ơi, cháu đỗ 5 phút nha, cháu đi vào đây có việc. Vấn đề, người như cô cũng có người đi sự lắm. Có người phải kệ, đỗ để xong rồi. Tôi đi ăn đi uống mãi chán chê ở đâu, nên là làm lửa ngày lắm về. Thứ nhất là mình phải đỗ trong cái thời gian mà phạm vi nó rất là ngắn thôi. Thứ hai, nếu mà nhìn thấy gia chủ thì chẳng hạn thế thì nói một câu cho em đều đỗ 5 phút, 10 phút hay 20 phút. Em có để điện thoại đây chẳng hạn thế, nếu mà gia đình mà có việc thì cho em đỗ nhờ từng đấy thời gian thì không chẳng hạn thế. Thì cũng là một câu thì là mình rất là thoải mái. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Những câu ca dao tục ngữ mà đứa trẻ nào cũng thuộc nằm lòng. Vậy cớ gì mà người lớn lại quên? Vâng, rõ ràng là vấn đề quan trọng nhất để giải bài toán liên quan đến bãi đỗ xe ở đây đó chính là cơ sở hạ tầng, là những bãi đỗ xe có mọc lên đủ nhiều để phục vụ cho cái việc tăng lên nhanh chóng của số lượng những xe ô tô hàng ngày đi ra đường hay không. Và tôi nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại thì tất nhiên câu chuyện này không thể một sớm một chiều mà giải quyết ngay được, có ngay một cái bãi đỗ xe mới được. Chúng ta sẽ có hai cách giải quyết trong tình huống này. Một đó là đừng đi xe cá nhân nữa, hãy di chuyển bằng phương tiện công cộng để đỡ phải nghĩ đến việc đỗ xe cá nhân. Và điều thứ hai nữa là hãy chỉ sử dụng xe cá nhân với những cung đường mà quý vị tính được rằng là mình đi ra khỏi nhà dùng cái xe của mình, không phải đỗ chỗ nào cả, rồi quay về nhà. Thế thì anh quên mất một yếu tố nữa là cái xe đó trước khi mà chúng ta đi ra cái cung đường mà anh nói ạ, thì sẽ phải đỗ ở đâu? Bởi vì vấn đề của họ là họ không biết đỗ ở đâu cả. Thực ra đúng cái bài toán về hạ tầng nó là cả một câu chuyện, nhưng mà tôi thấy cái giải pháp của anh cũng rất là hay, đó là chúng ta chuyển dần sang những cái phương tiện công cộng để có thể giảm thiểu đi những cái rào cản liên quan đến câu chuyện bãi đỗ xe. Và thêm một cái điều nữa là một điều nhịn là chín điều lành. Tôi không muốn những cái điều đáng tiếc như là phóng sự đã đưa tin xảy ra thêm nữa. Vâng, tất nhiên rồi.